chào tất cả anh em nhé. Nay thì mình sẽ hướng dẫn cái kỹ thuật Copper Fade dành cho những cái đầu kiểu đầu như kiểu layer hay là những đầu môi cân thì và những cái kiểu đầu nào mà anh em cảm thấy Copper Fade được thì anh em xem nhé. Đầu tiên mình sẽ chỉnh cái mức sát nhất này, mức sát nhất này. Phần bên trên này thì mình đã gạt hết lớp và lắp cỡ 4.5 mình đi khung xung quanh rồi anh em nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ gạt xuống cuối cùng. Sử dụng cứ 3mm là mình sẽ gạt hết xuống. Em vắt ống ngập nhé. Dùng cơ 1.5 để đánh tan mức đấy đi anh em nhé. Em gạt về cái mức giữa. Sử dụng cạnh của tông đơ để cảm thấy chưa hết thì chúng ta sẽ gạt cái mức lên một chút để cho sát hơn nhé. Cuối cùng là cái mức dưới này thì chúng ta sẽ gạt cái mức giữa. Nó chưa hết lại gạt lên.
theo là phần gáy. Phần gáy thì cũng như mai thôi, em gạt mức sát nhất. Tiếp theo hết cơ gạt xuống hết cơ. Còn một chút sạn mình sẽ lắp từ 1,5 đi.
thích. Phần trên này anh em sẽ kê lược để cắt nhé. Thank you.